Tổng hợp động từ. Phần 21. Verbs. Hãy cùng học nhé. Đây là gì đây? Hát. Hát. Tên tiếng Anh đọc là Sing. Sing. Đây là gì đây? Vẽ. Vẽ. Tên tiếng Anh đọc là Draw. Draw. Đây là gì đây? Bay. Bay. Tên tiếng Anh đọc là Fly. Fly. Đây là gì đây? Nhảy. Nhảy. Tên tiếng Anh đọc là Dance. Dance. Đây là gì đây? Nhảy lò cò. Nhảy lò cò. Tên tiếng Anh đọc là Hop. Hop. Đây là gì đây? Bước. Bước. Tên tiếng Anh đọc là Step. Step. Đây là gì đây? Đi dạo. Đi dạo. Tên tiếng Anh đọc là Stroll. Stroll. Đây là gì đây? Đi lang thang. Đi lang thang. Tên tiếng Anh đọc là Wander. Wander. Đây là gì đây? Lái. Đưa. Tên tiếng Anh đọc là Drive. Drive. Đây là gì đây? Lái. Cưỡi. Tên tiếng Anh đọc là Ride. Ride.
Đây là gì đây? Đạp. Đạp. Tên tiếng Anh đọc là pedal. Pedal.